hướng rồi các bạn. Tính là tại vì khổ điện nhà còn đỡ, đi đường thấy mấy anh là xài điện công nghiệp á, má ơi đúng thật sự đúng quải luôn. Biết là đã học có chuyên môn, biết là đã đồ bảo hộ công nghệ này nọ, nhưng mà nói chứ nghề nguy hiểm lắm. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu setup nha, mình đã gắn lên rồi. Đó. Thì bây giờ mình phải tải các cái link xích về trước. Mình sẽ mở cái này lên, mở wifi lên nè, mở record lại cho mọi người cùng nghe ha. Thì lúc trước á là đáng lẽ mình không nên để vậy đâu. Hồi trước á là tại vì mình tính là đi dây á các bạn. Nhưng mà sau một thời gian tải mình thấy dây rất là bất tiện. Đang quay á thì có người gọi điện, ok, bây giờ mình sẽ chỉ lại cho mọi người nha. Thì cái này sẽ giúp ích cái gì, ví dụ như bây giờ mình gắn một cái cục liên xích ở phía chỗ này và mình gắn ở trong nhà hai cục, một phòng một cái, thì tất nhiên nó sẽ beo với con này thì nó sẽ xài ổn định hơn các bạn. Bây giờ mình đi từ trong kia đi ra đây thì tại vì nhu cầu của shop không cần phải chuyển mạng hay là xài cái invert á, mình xài cái invert rồi mà có lợi tốt luôn nha của Netgear thì nó cũng không ổn định. Nó không ổn định bằng thằng này. Thì thằng này mình xài hai cục thấy rất ok. Để đằng cái trong kia đằng cái thì cái mạng nó connect với nhau nó không có độ trễ. Nói chung là cái giảm nhiễu của nó sẽ rất là thấp. Rồi bây giờ mình sẽ connect cho mọi người xem nha. Đầu tiên mình sẽ dò cái tên wifi của nó trước là VLAN setup nè, 8.6. Thì mình sẽ nhập cái mật khẩu vô. Mật khẩu ở trong này có cái cạc. Mình sẽ vào phần app liên xích. Thì bây giờ công nghệ rồi các bạn, nó sẽ tự động nó làm hết luôn, mình không cần phải setup nhiều. Vui đồng đợi thì mình đợi xíu cho nó vô. Rồi sau đó kêu mình nhập địa chỉ email và cái này mình không có nhớ mật khẩu nữa, mình nhập lại. Đã vào rồi nha các bạn, thì bây giờ nó đang liên kết với tài khoản của bạn nè. Thì quá trình này có thể tới 1 phút thì mình cứ chờ thôi. Thì sau đó nó làm xong thì các bạn cứ bấm net, rồi nếu mà có lỗi thì các bạn cứ tắt hoặc là các bạn reset hay là sau đó rồi các bạn khởi động lại thôi. Oh my god. Wow. Là xong. Thì cái này sẽ cũng lẹ lắm các bạn, không phải là quá lâu hay là cần IP nè, xong rồi. Bắt đặt tên wifi, bây giờ mình sẽ đặt tên wifi của shop mình là vua. Mình chết bà, mình quên rồi. Đây, vua. Đang cấu hình vlog của bạn thì bây giờ bắt đầu sẽ cài đặt IP, cài đặt tên wifi, sẽ đưa lên những cái dữ liệu điện toán đám mây của nó lên cái hệ thống của nó và sau đó mình sẽ bê thêm một con nữa vô cái hệ thống này cho các bạn cùng xem nhé. Ok,
Đến với bạn thêm và có nhấp nháy màu tím không? Có này. Tím hay đỏ vậy ta? Nó màu đỏ hơn. Này màu tím. Ok, giờ mình sẽ chờ tới mất 6 phút để nó sẽ connect với cái con chủ. Như connect được là sẽ màu xanh đứng im, xanh dương blue đứng im là nó sẽ chớp được. Khi mà chớp mà các bạn tìm không thấy á, thì đèn nó sẽ khởi động nằm ở đây nè. Thì các bạn cứ bấm vào trong này nó sẽ có hiển thị cho các bạn các màu đèn là đang hiển thị như thế nào, bị lỗi gì cái gì. Và cái này nó có hỗ trợ tiếng Việt nên là cũng khá là dễ đây nè. Còn tiếng Việt không à, nên cái việc setup là cũng à. Hello xin mọi người, thì hôm qua do là trời mưa quá, lúc mà mình setup xong thì nó cũng bận lu bu việc shop. Thì hôm nay mình tranh thủ thời gian rảnh thì mình sẽ cho mọi người xem thành quả của mình nha. Thì hôm qua mình do là nhà mình lúc trước mình sai, mình không có tính cái việc mà sẽ để cục modem kiểu như thế này. Mình tính là đi dây, nhưng mà sau đó thì thấy bất tiện quá và mình cắt bớt một cái line mạng đi, còn một line thôi. Thì line này mình xài là hiện tại up lên tới 400m lận. Thì là cái cục chính nó nằm đây. Bây giờ mình sẽ speed test cho các bạn xem nhé. Mình đang đứng ngay gần nó luôn nha, mình đang đứng gần luôn. Và cái hàng mạng này nó sẽ là nó chơi dual, có nghĩa dual có nghĩa là nó sẽ hiện ra là nếu mà vui hay ngồi bấm 5G hz thì tất nhiên á là nó sẽ tự động nhận dạng là 2.4 với là 5G. Có nghĩa là các bạn có thể tự chuyển qua chuyển lại. Bây giờ mình sẽ mở speed test trước cho mọi người xem nhé. Đầu tiên là mình sẽ vào speed test nè. Đầu tiên mình vào xong rồi mình sẽ xóa đi, xong mình vào lại tại vì nó hay bị lắc lắm. Ok. Để coi là bao nhiêu nha. Pin thấy 5 thấy vui rồi đó. 200 gần 300 mấy nha, gần 300. Đó, của mình lên 288. Mạng giật quá trời giật luôn. 400 upload tới 400m luôn. Ok. Rồi. Tiếp bây giờ mình sẽ đi vào bên trong. Mình sẽ vào trong shop, đóng cửa lại nè. Cửa này dày khoảng 8 hay 10 ly gì đó. 10 ly hả? Mình nhớ 10 ly. Và mình có thêm một cục ở đây để mình set up cho cái việc rồi xuất phiếu. Đó, mình phải cắm thêm cái cục modem. Lại hay là mình có cắm cái cục trong đó ra đây để xuất phiếu nè. Thì khoảng cách từ đó ra đây thì cũng xa. Thì mình sẽ vô đây. Mình không có bỏ gì hết nha. Rồi ok, mình sẽ xóa đi. Xong bấm speed test lại. Coi à, mạng nó sẽ rớt còn bao nhiêu nha. Okay. 100 mấy, 7 mấy. Thì từ từ nó sẽ lên nha cả nhà. Đó. 227. Upload. Cái này á là phụ thuộc vào cái cục modem chính á của nhà mạng thì nó chỉ ăn theo thôi. Bạn có thể xem là cái quá trình mình sẽ coi kết quả nha. Lúc đầu là 227, lúc đầu là 288 400, nhưng mà bây giờ còn có 227 đến 394, nói chung là không có xê dịch nhiều. Tùy vào cái lúc mạng đó thôi, nhưng mà vậy là rất là ok rồi ha. Còn một cục nữa nè, mình chưa có gắn. Thì cái cục này á thì tại mấy nay mưa quá, cục này mình tính là mình gắn sẽ ở phía sau tường, mình sẽ đi ra khỏi shop nè. Mình tính là mình sẽ gắn ngay chỗ này, ngay chỗ nhà kho một cái để cho nó be ra phía trước là coi như là full sóng nhà luôn. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi ra phía bên sau cho mọi người xem nha. Đi sau. Ok. Đây trong nhà mình sẽ để một cục. Mình sẽ để một cục ngay chỗ nhà này. Bây giờ mình đứng ngay chỗ phòng ăn. Cái này là phòng ăn chứ là phòng này nọ luôn ha. Thử coi bây giờ nó giảm xuống bao nhiêu. Ok, mạnh hơn lúc nãy luôn. Vô phòng thì nó bị cản cái cửa đó bạn, thì nó xuyên tường nó sẽ không có được tốt cho lắm. Rồi upload nè. Lúc đó là gần 400 luôn. 300, nghĩ được rồi. Đúng ra là mình phải test 3 lần mới đúng. Tại vì mạng lúc này lúc kia mà bạn. Thôi, trời ơi, vậy là quá ổn rồi. Khoảng cách từ đó rồi. Rồi, vô cái phòng xíu. Đứng theo góc tường này đi ha. Đứng xa nha. Đó cũng xa. Ok.
mình sẽ lên này đi. Sau đó speed test lại nha. Đó, 300 mấy luôn thấy không? Vô cái lần lên gần 400 luôn. Đó. Thì mạng lúc này lúc kia thôi, quyển sau là trên 300. Bạn có cái độ trễ shooter này không phải quá 5 hoặc là pin cũng không phải quá 10 là ok. Đó. Đứng đây là Vivo đi vệ sinh. Mình vô phòng vệ sinh nữa nè. Giờ mình đi vô vệ sinh cho bạn coi nha. Đây. À. Vô nhà vệ sinh đóng cửa lại nè. Còn nó rớt còn bao nhiêu. Phương phụ sống hết nhà luôn mà. Ừ. Đây trong nhà vệ sinh nha. Pin 8 nè, pin 8 là hay bị yếu rồi đó. Đó, không sao, giật lên. Đó. Qua một lúc cửa là nó thế nào cũng sẽ bị rớt. Đó. Rồi, thử lại upload nè. Upload thì ok, mình sẽ test lại nha. Hồi nãy để cục hơi khuất xíu. Thử coi tốc độ này bao nhiêu nhé. Pin 9 thấy sụi sụi. Cái pin càng cao thì tất nhiên độ trễ nó sẽ càng nhiều. Mình sẽ thử xóa đi. Ừ, xóa đi. Tắt mạng đi. Connect lại nè. Vô lại. Rồi. Cái pin cao ghê á. Này phải để lên cao nữa. Ok. Đó, ví dụ như mình đi. Khi mà mình di chuyển á như thế này thì tất nhiên là cái mạng thường thường nó sẽ phải rớt hoặc là nó phải tự chuyển đúng không? Rồi, bây giờ mình đi ra như thế này nè. Đó. Mình mở speed, mình mở go. Mình đi ra khỏi phòng rồi nha. Đó. Thì pin nó còn 4 thì tất nhiên tại vì sao còn 4? Tại vì ở phía ngoài này cái đường truyền của nó sẽ ổn hơn ở phía trong phòng. Thì trong phòng là nó phải bắt từ cục này qua cục này nối với cục kia thì pin nó sẽ giảm. Cái chất lượng độ trễ nó sẽ phải có. Đó. Rồi mình vào phòng shop nè. Vào phòng shop bình thường.